Trùm3s.com, chẵn lẻ Momo uy tín số 1. Giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ trong 3 giây. Đua top này, vinh quà khủng. Lấy mã giao dịch từ Momo, xanh chín 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay Trùm3s.com. Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay tôi tiếp tục cầm gian ở vị trí đó chính là đi rừng nhé mọi người. Đó, nói chung là đầu game tôi thấy thằng John nó đặt tên là John TikTok thì phải, không biết phải idol TikTok nào không đây, tôi thấy tên lóa hắc à. Nhưng mà có một vấn đề hơi bị lạ ở đây là tại sao thằng Omen nó lại ăn con bùa đỏ trước nhờ. Trời ơi, sao team mình đợt trận này nó có cái phong cách đánh dị chứ trời. Rồi, nhưng mà không sao nha, nếu cứ bùa đỏ được thì không sao. Rồi bây giờ thì tôi xin đợt lính nhá. Đó, nhưng mà chắc chắn là thằng SB với thằng Mid nó vào cướp con blue của tôi rồi. Tem ơi, vô đánh đi. Đấy, ừ đúng rồi, nó vô đánh thì tem nó có hai đứa thôi. Rồi xong nó lấy con blue rồi. Ừ đúng rồi, giết. Ê Omen, ừ hay khoan, ăn được con vé rồi. Omen, Omen, ừ nó mất tốc biến rồi, giết nó. Ừ này đi cướp. Rồi chết, có khả năng chết luôn hả AD đấy mọi người ơi. Tem tôi bốn đứa ở dưới này. Trời ơi, này thì cướp. Ui da, tính ra mà cái chiến thuật dị này của Omen thấy cũng hợp lý phết đấy nhở. Tôi mất con quá nhỏ rồi, nhưng mà giết luôn này nhá. Mày cướp của tao này, mày cướp của tao này, lúc vào tượng mày ủ rồi này, đánh thường này, bắt cái ui vãi nồi thật. Trời ơi, tôi trời ui, một phát đánh thường nữa thôi mà không đánh rướn được, đánh vào nó chạy thế không biết. Trời ơi, xui thế, pha đã đoán nó qua tường rồi mà thế mà vẫn không ăn được nó, xui thật. Rồi nhưng không sao nhé, bây giờ thì tôi phải biến về rồi mọi người, mất bùa lưu rồi, không có bùa lưu mà chơi luôn á. Rồi biến về thôi, này thì đầu game qua cướp rừng tôi này. Này tí để tí nữa tôi nhớ hết cái mặt của nó tôi trả thù nha. Thằng Vedet đúng không? Rồi Vedet trận này chốt nó không 10 nha. Rồi ok, bây giờ thì từ đợi tí nhá. Rồi ok, bây giờ thì di chuyển lên rồi để tôi xem coi. Thằng Vedet chết này, thằng Turen ở trên phía con rừng này, nên là trận này ui rồi Zena solo thắng với Omen rồi. Rồi ok, nói chung cứ kệ đi. Bây giờ thì tôi sẽ vô farm con bùa đỏ rồi xuống dưới đường tàn dọn ít lính nhá mọi người, xong rồi di chuyển dần dần về blue nhá. Nói chung là tầm này blue tôi sắp hồi đó đấy chứ kia đó. Nói chung là đầu game bị cướp một con bùa thì hơi bị thọt xíu so với tem bạn nha, mà không sao, tôi ghim thằng mid với cả thằng SB đó rồi, tí tôi chốt nó không 10 nha. Rồi ok, còn bây giờ thì di chuyển về blue, xong rồi hình như tem nó mấy con rồng đúng không? Đó, chuyển xong về blue, xong rồi tôi sẽ ganh đường boss nha. Tầm này tôi sẽ không ăn con tà thần vội nhé mọi người. Ăn tà thần tầm này nghi chết lắm, bởi vì thằng Tulen nó ăn con rồng nên là blue nó sẽ đang ở farm đó, nên là ăn cẩn thận nó bị qua cái là coi như toang ấy. Rồi bây giờ thì farm lẹ con blue xong rồi di chuyển lên. Hay kìa. Rồi bắt luôn con data nhá. Đây này phá này tôi lên là hợp lý này. Rồi xin nhẹ data này để cho hai nhá, để cho bắt con giòn nha. Mày chạy đâu? Đợi. Mày đò chạy đi đâu? Đò chạy đâu? Tính toán hết cả rồi. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì tranh thủ dọn lính một xíu xong rồi đẩy luôn cái trụ nha mọi người, thấy chưa? Tôi bảo không có sai đâu. Thằng Tulen nó ở gần cái blue nên là tí mà tôi mà ăn là tem nó ập ra là chết đấy. Rồi, bây giờ thì tranh thủ lấy một ít máu trụ nha. Trời. Đây, đánh lẹ nào. Rồi, nói chung là chắc không cấu được cái trụ rồi nhưng mà không sao, cấu được nhiều đó máu là được rồi. Bây giờ thì lui nhá. Đánh lui. Rồi ok. Câu cho AD lui xong rồi tôi sẽ lui luôn nha. Rồi. Từ nha, pha này có ulti nha, để xem tôi đánh được không nha. Từ nha, nấp đây xíu nha. Đây này, thằng Tu lên này, tuổi sắp lên này. Rồi, bay vào combo này, chiêu 1 này, chiêu 2 này, lướt đi. Đau. Thôi xong rồi, tôi gặp thằng gia tá ở dưới đấy mọi người ơi. Rồi, này qua cố gắng đổi mạng với thằng này này. Ui, không đổi mạng được rồi. Trời ơi. Rồi nha, tôi hồi sinh rồi nha. Tem tôi hiện tại đang khá là ok nhá. Trận này thì đây, nói chung là mấy ông cứ từ bình tĩnh. Đấy, để tí nữa tôi chốt thằng VS nó không 10 cho xem. Đó, thằng VS đang chưa ăn được mạng nào đâu. Đấy, rồi, ok, bây giờ thì để đây, qua cô có kịp không? Rồi, xong, không kịp luôn rồi. Trời ơi, tôi đang farm một đỏ sâu quá, không ra kịp cô bơi cho mid rồi. Rồi, nhưng không sao nhé, pha này tôi khả năng tay bạn nó sẽ chết mid mình rồi thì nó sẽ lên cao nhé. Nên là tôi sẽ tranh thủ farm lẹ qua nấp cái bụi nha. Rồi, đợi đấy nha, qua đây nấp này. Thằng nào ra farm cái là chết. Đây rồi, con mồi, đấy, mất chiêu 2 nha. Rồi đợi nó cái cao xíu này. Rồi xong, bắt chiêu 2 đúng không? Rồi chiêu 2 này, combo này, ulti này.
rồi nè, đánh thường này, chương một này, rồi xịt mạng nha, rồi chạy thôi, chạy thôi. Ui không chạy được rồi, xui thế bắt được con AD rồi, nhưng mà con Zeta nó bay ra kịp mọi người ơi, không chạy được rồi, chán quá. Rồi nha, cái bên ở bộ blue nhá mọi người, đấy thấy chưa, nãy tôi đi lên tôi thấy sai rồi, rồi mẹ ê, nó không chạy kìa, rồi xong giết tủ lạnh trước nhá, dính ulti của theo nó là chắc chắn là chết rồi. Bây giờ thì phải nằm xuống cái mạng của FB luôn rồi nha. Rồi cái tội này lúc lùm này, trời ơi tem tôi đồng đầy thế mà dám qua cướp blue mình như thật luôn. Rồi nha, bây giờ thì lượm nhẹ con rồng xong rồi tôi thấy thằng đây, rồi xong tới công chuyện với mày rồi, chuối nha, tem ơi phù lên này. Rồi đại đâu rồi, đỏ tốc biến từ từ nha, lui nhẹ nha, lấy cho tem vào làm trụ đã, rồi chém thường này, xin mạng nha. Thằng gia ta còn ít máu kìa, thằng gia ta đang có ít máu kìa, ui từ nhá, từ ăn không bừa đỏ xong tôi ra nhé mọi người. Rồi đây, bắt gia ta đi, tem đâu rồi, không đưa chặn đầu à, trời ơi phải đưa nào chặn đầu bên kia chứ. Rồi xong rồi, gia ta chạy được mất tiêu rồi, nhưng mà không sao nhé, nói chung là lấy lại mạng của top nha. Ui AD không chịu về theo mình luôn, cuối cùng ở trên bị tôi đem bắt tiêu rồi. Rồi nha, lui nhả cái nha mọi người, ulti trước này. Rồi vô cầu máu rồi luôn nha, tôi pha này tôi chơi nhấp nhả nha. Hai con này không đủ đam giết tôi đâu, con Vedet nó phế lắm. Rồi nha, từ từ nha, tôi có băng xương nha. Rồi nè, chiêu 2 này, chiêu 1 này, đánh thường này, đợi xíu nha. Rồi băng xương lại này. Rồi bây giờ thì có chiêu 2 hồ rồi, đánh vào chiêu 1, ulti xin nẹ double kill, trời ơi, nhẹ nhàng chưa. Đó, nói chung là con Vedet nó phế rồi nên là tôi canh nó mất chiều này, cứ bay vào đánh thôi nha. Rồi bây giờ thì ăn lẹ con bùa đỏ xong rồi ăn con tà hần nha mọi người. Đó, từ từ nha. Tôi từ từ tôi còn ít máu quá, tôi có ít máu quá, tôi sợ từ nha, có ít máu quá, ăn tà hần hơi nguy hiểm nha. Rồi mà trước hết từ từ đã ra lấy đánh mấy con quái hồi lấy máu đó, rồi vô ăn con tà sau nhé mọi người. Thấy tên bạn giờ rén hết rồi, tôi quay mày tôi quá xanh rồi, bây giờ thì vô ăn con tà thôi. Ôi ai vô phụ mình ấy coi, phụ bắn xíu đam coi, chứ tầm này ăn con tà mình hơi bị lâu ấy. Rồi đấy, có AD với cả mít mình vô phụ rồi nha. Rồi bây giờ thì ăn lẹ con tà. Ê con cho ta kìa, có trứng nha, từ từ nha, xin nhẹ con tà nha. Rồi bây giờ thì lui nhẹ cái nha mọi người, thằng nào dám rồi, dám qua không, dám bay vào ulti vào, rồi giết nè, giết con Tulen chết nha mọi người. Rồi mày đò chạy đâu, combo 4 lượt đấy, đò chạy rồi, ui từ từ đã, ui đám to quá không lướt lẹo được rồi, lại chết thằng nữa rồi, trời ơi. Rồi mít chạy được không, rồi xong pha này chết chắc rồi, từ nhá, ui chết rồi, không cứu được mít rồi mọi người, nhưng mà thằng tem nó kiểu gì cũng sẽ ăn con tà hần. Đây nhá mọi người, từ nhá, tôi ăn xong một đỏ tôi sẽ qua tôi nấp con tà hần nha. Đây này, kiểu gì nó sẽ ăn con tà hần chắc luôn. Đấy, thấy chưa, rồi xong lượm nha, bắt con Vedet nha. Rồi này, bắt Tulen này, đánh thường này. Rồi chạy đâu, rồi qua lúc có tường né con data mọi người, từ từ nhá, đây nhá. À đù, data nó vẫn chưa bay à, nhưng mà bay qua đó thì mày sai lầm rồi. Rồi xin nhẹ mạng Vedet nha, đây đánh thường này xin nhá. Nhưng mà còn thằng Zena đằng sau nhá mọi người, tôi đi thẳng qua đó đâu, đi thẳng qua đó là Zena nó bụi nó rình tôi, nó bắt tôi đấy. Rồi bây giờ thì chém quái rồi xuống dọn lính nhá mọi người. Trời ơi, này ăn tà hần của chúng tôi này. Đấy, những cái pha này mọi người đọc map chuẩn thì mọi người lấy lợi thế được thì liền thôi, cái gì đâu đúng không? Đó, trong trường hợp mạng này tôi ăn được hai mạng luôn, cả Tulen với cả con FB nữa. Rồi thêm cả con tà hần nữa, trời ơi quá lời luôn. Rồi bây giờ thì để tôi blue. Ê đừng. Ừ. Ơ kìa. Trời ơi, ông Eomen ông ăn mất blue của tôi rồi. Ây trời ơi, ăn blue tôi chi vậy, con đâu có cần mana đâu. Rồi thôi kệ đi nhá mọi người. Rồi bây giờ thì từ nha, thích không? Rồi xong, chết tủ lạnh luôn rồi. Từ nha. Rồi thôi kệ đi, tôi bật ulti hơi bị lố rồi nhưng mà thôi không sao. Rồi bây giờ thì farm con quái rồi vô chắc là mày tao có ulti này đòi dí chúng tôi này. Rồi đánh đi bổ đi, chiêu đi, đam đâu có mà đánh. Trời ơi, pha nãy là mình ít máu hơn là mình mới thua đó thôi. Rồi bây giờ thì tranh thủ lấy cái trụ top nhé mọi người, nhưng mà con ui lính kiểu gì vậy, đánh nha chừng trị này, vào đi để mình lấy cái trụ cái nào. Rồi ui pha kia hay kìa, ăn được không? Rồi xong, tên bạn chết ba rồi nha, cố gắng lấy được một đường mega nhé tem. Đó, cố gắng lấy được trụ mega đi. Rồi để không biết lấy được không nha, nhưng mà không, tem mình còn AD mà. Rồi lấy luôn cái trụ mega nha. Đau, lùi nhẹ nha, từ nha, chưa đánh được nha, lùi nhẹ cái nhá. Rồi bây giờ thì ui rồi, ra ta bay kìa, ổn lắm đấy. Rồi xong, chết AD rồi mọi người ơi. Rồi pha này thì lui nhé mọi người, pha này không nên đánh nha, pha này là cố quá thành quá cố đấy. Tí nữa mà tem bạn đủ đam cái ra nó giết hết tem mình, coi như là nó có lợi thế, nó ăn một kill này lấy lại lợi thế liền đấy, nên là không chơi ngu nha. Rồi bây giờ thì lấy một lu cái, trời ơi ông Omen ông ăn một lu của tôi làm giờ tôi hết mana rồi. Đó bây giờ thì xuống đây farm lính, nhưng mà cảm giác lính nó hết bả rồi, thôi kệ đi, giờ về farm con bùa đỏ nhé mọi người. Rồi đấy, trời ơi tí nó đợi đi, tí nữa tôi là có cái nanh một phát thôi là tôi bay vô chắc là tầm này. Tem bạn thì có con gì nhỉ? Tem bạn không có con nào CC luôn đấy. Tôi mà có cái nanh thôi là tôi bay vô tôi cân được đấy mọi người. Nói chung là tem con gian á mà xanh á mà không tem bạn ít CC á là cứ thoải mái mà bay vô mà cân 5 nhé mọi người.
đó, chẳng qua mọi người bay vô, mọi người cân, mọi người sợ CC, mọi người không có combo kịp nó thôi á, chứ mọi người mà combo được á chứ thì đam bao to luôn đấy. Rồi đây nè, bắt thằng này này, tủ lạnh này, chạy đi đâu, chạy đi đâu rồi nhá. Còn cố farm lính là chắc chắn là chết rồi, bắt con này trước nhá mọi người. Rồi bộ này đánh thua này, chỗ hai này giết này, xin mạng nha. Tiếp tục lại đi, ừ hay rồi. Đây này, đây này, đây này, đây này, đây này, được từ nhà đây này, rũ này, rồi đánh này. Rồi nhưng mà lui nhẹ nhá mọi người, chơi cấu rỉa thôi, đem bạn có nguyên chiêu đấy. Rồi đây này, bắt được con này này, rồi đánh thường này, bố này, bố nó đánh nó tiếp tục, ừ rồi xin mạng nhá, rồi bắt thằng giòn nhá. Rồi mày bắn ui không ăn được mạng rồi, tiếc thế trời ơi. Rồi bây giờ thì đẩy lính lên rồi, chắc chắn là trận đấu này chắc chắn là kết thúc tại đây rồi, thì giờ lính lên nữa thôi là mình sẽ win nha. Ok, nói chung là cảm ơn anh em đã coi clip nha, nếu thấy hay nhớ đừng quên cho tôi xin một like subscribe nhá. À hôm nay tôi ra clip hơi muộn nên là anh em thông cảm nha, đó bận tí nên là hôm nay ra clip khác khung giờ hàng ngày, anh em thông cảm cho mình nhé. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại sau nha, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.